cách chia đôi màn hình trên máy Vivo X69 nè. Các bạn mục cài đặt nè. Sau đó các bạn nhấn mục chia đôi màn hình. Các bạn chọn mục là thủ công màn hình. À, đây là cái chế độ chúng ta có sẵn, gọi là chia đôi màn hình tin nhắn. Chia đôi màn hình này như thế nào? Thì các bạn nghĩ đơn giản đi. Khi mà các bạn đang ở một ứng dụng như là YouTube, máy tính hay gì đó, thì có một cái tin nhắn tới, nó sẽ hiện ra. Sau khi hiện ra xong thì các bạn chỉ cần kéo nó bên qua bên tay phải thôi, kéo qua trái, thì lúc đó nó sẽ chia đôi màn hình ra. Còn chia đôi màn hình kia thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn ra ngoài. Bạn dùng báo tay bút trên màn hình bút xuống đó, cho nó báo nó không hỗ trợ chia đôi màn hình cho ứng dụng này nè. Thì các bạn dùng ứng dụng YouTube rồi, các bạn bút chéo nó sẽ chia đôi. Đây là những ứng dụng được chia đôi màn hình, thì các bạn có thể vừa xem YouTube vừa nhắn tin. Chuyện tin nhắn mới, hoặc các bạn cũng có thể vừa xem YouTube dùng ba ngón tay. Các bạn dùng ba ngón tay để cho màn hình bút thẳng xuống, sau đó chọn một Facebook, vừa xem YouTube vừa xem Facebook. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn cho bạn thao tác chia đôi màn hình thành công.